Loxip, ứng dụng giao hàng thương mại điện tử trong 1 giờ, hoàn tất mọi đơn hàng chỉ trong 1 giờ, là app giao đồ ăn duy nhất của Việt Nam, đặt món nào cũng free ship. Không chỉ có vậy, Loxip còn có đặt xe, đi chợ, giao hàng và nhiều dịch vụ giao vận khác. Tải ngay app Loxip tại App Store hoặc Google Play để đặt hàng ngay hôm nay. Link tải app ngay dưới mô tả video này. Chào mừng các bạn đến với bản tin kinh doanh của Độc Đáo TV. Trước khi đến với nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm đăng ký để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa, vỡ nợ. Tối ngày 27 tháng 9 theo giờ địa phương, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ dự luật phân bổ ngân sách do Đảng Dân Chủ đề xuất nhằm giúp chính phủ nước này không bị đóng cửa và đình chỉ mức trần nợ công. Động thái này được dự báo sẽ tác động mạnh đến nền kinh tế Mỹ trong thời gian tới. Với 48 phiếu thuận và 50 phiếu chống, Đảng Cộng Hòa đã thành công trong việc chặn dự luật phân bổ ngân sách do Đảng Dân Chủ đề xuất. Kết quả này đe dọa buộc chính phủ Mỹ phải đóng cửa vào ngày 30 tháng 9 do cạn kiệt nguồn ngân sách hoạt động, đồng thời đặt nước Mỹ trước nguy cơ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử. Mức trần nợ công của nước Mỹ hiện nay là 28,4 nghìn tỷ đô. Các nhà phân tích dự báo với tốc độ vay nợ như hiện nay thì Bộ Tài chính Mỹ sẽ mất đi quyền phát hành trái phiếu vào trung tuần tháng 10, kéo theo đó là nguy cơ không thanh toán được các khoản nợ tới hạn. Và nếu như điều này thực sự xảy ra thì sẽ tạo nên một cú sốc cho thị trường tài chính toàn cầu. Ông John Williams, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chi nhánh New York nhận định, nếu như chính phủ Mỹ vỡ nợ thì tôi nghĩ điều này sẽ tạo ra một tác động cực kỳ tiêu cực không chỉ đối với nền kinh tế Mỹ mà còn đối với cả thế giới. Đảng Dân Chủ nhiều khả năng sẽ chấp nhận xóa bỏ phần đình chỉ trần nợ công ra khỏi dự luật nhằm đạt được mục tiêu ngăn chính phủ Mỹ phải đóng cửa. Với kịch bản này, triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ trong các tháng cuối năm càng trở nên ảm đạm trong bối cảnh biến thể Delta đang ngăn cản đà phục hồi kinh tế. Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen cho hay, đến nay thì chúng ta vẫn có thể đi vay với chi phí rẻ hơn hầu hết các quốc gia khác. Tuy nhiên thì việc vỡ nợ sẽ gây nguy hiểm cho vị thế đáng ghen tị này. Nó cũng khiến cho nước Mỹ ngày càng trở nên đắt đỏ hơn. Các khoản thanh toán thế chấp, vay mua xe, hóa đơn thẻ tín dụng đều sẽ trở nên đắt hơn sau khi chúng ta vỡ nợ. Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia Mỹ hạ dự báo tăng trưởng cả năm 2021 của nước Mỹ từ 6,7% xuống còn 5,6%. Cùng lúc đó thì lạm phát được dự kiến sẽ tăng mạnh do tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng vẫn đang tiếp diễn. Vợ tập lái lùi thẳng xe VinFast Fadil xuống ruộng, chủ xe nói gì? Câu chuyện được chia sẻ bởi người dùng có tên Đặng Ngọc Hải sống tại Thái Nguyên, đăng tải trong một hội nhóm VinFast Fadil. Anh kể rằng, đầu tuần vừa rồi, vợ em mới thi đỗ sát hạch lái xe. Tối về thủ thỉ rằng thì cuối tuần cho em lên cầm lái cho quen xe nhà nha. Thế là em gật đầu ngay. Hôm sau em mới cẩn thận đưa ra khu tái định cư mới vắng người để vợ lên cầm lái. Và đây là kết quả của buổi thử lái xe. Theo như chủ xe thuật lại, vợ của anh đang lùi để quay đầu thì chạm vỉa hè nên vội đạp hết chân ga. Anh kéo phanh tay nhưng vì dồn ga nhanh và vỉa hè chỉ dài có 2m nên không kịp dừng chiếc xe lại. Có người chúc mừng chủ xe vì ở phía dưới là ruộng khô, còn nếu như ruộng đang ngập nước thì chắc chắn là thiệt hại không hề nhỏ. Khi chiếc xe được cẩu lên, anh kiểm tra và nhận thấy khung gầm không bị làm sao, chỉ bị gãy lẫy nẹp hồng bên trái. Anh chi 200.000 đồng để cẩu xe và 100.000 tiền hàn lẫn nhựa. Sau khi gặp nạn, chiếc xe vẫn lăn bánh 100 km/h trên cao tốc bình thường. Ngược lại với suy nghĩ của nhiều người thì anh Ngọc Hải vẫn tiếp tục đưa vợ đi tập xe ở khu tái định cư mới. Quan điểm của anh rất rõ ràng khi không đồng tình với câu nói bán xăng cho phụ nữ là tội ác do nhiều chị em lái mới chưa quen và bị tâm lý. Mà anh cho rằng ai tập lái một thời gian sẽ lên tay ngay. Ở phần phía dưới bài đăng có rất nhiều người khen ngợi anh chồng tâm lý vì tin tưởng để vợ có động lực tiếp tục tập lái. Trong khi đó thì một số khác lại khen chất lượng xe VinFast Fadil lao xuống ruộng chỉ có gãy vài lẫy nhựa không đáng kể. Mẫu SUV Trung Quốc rẻ hơn cả VinFast Fadil khiến cho Hyundai Tucson đứng hình. Tại triển lãm ô tô Thành Đô 2021 diễn ra vào hồi đầu tháng 9 2021, thương hiệu Venusia thuộc liên doanh Dongfeng Nissan đã chính thức vén màn mẫu SUV cỡ C mang tên Grand V. Tên tiếng Anh của mẫu xe này là Venusia V-Online 2021 mới. Hãng xe đã chính thức chốt giá cho chiếc SUV cỡ C Venusia V-Online tại thị trường Trung Quốc là từ 99.800 cho đến 128.800 nhân dân tệ, tương đương từ 349 đến 451 triệu đồng. Thiết kế trẻ trung đi kèm với các trang bị hiện đại và mức giá dễ chịu khiến cho mẫu xe nhanh chóng nhận được sự chú ý. Nằm ở hai bên lưới tản nhiệt đó là cụm đèn pha Matrix LED có thiết kế vừa dài vừa hẹp và được vuốt về phần phía sau. Cụm đèn pha đi với dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài xuống dưới bao quanh lưới tản nhiệt. Ở phần bên sườn, mẫu SUV Trung Quốc này có thiết kế khá đơn giản với hai đường gân kéo dài từ trước ra sau.
thêm vào đó là nẹp mạ chrome ôm lấy nóc xe nối với nẹp nằm hai bên kính sau ở cột D và bộ vành đai chấu màu đen. Đằng sau Venusia V-Online xuất hiện cụm đèn hậu LED dài 1,6m, thanh mảnh và vắt ngang phía đuôi xe. Chiếc xe sở hữu chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao là 4.562 x 1.917 x 1.625mm và chiều dài cơ sở đạt 2.700mm. Vì sao thế giới di động đưa cửa hàng lên sàn thương mại điện tử? Sở hữu hai website nằm trong top website thương mại điện tử được truy cập nhiều nhất. Thế nhưng, thế giới di động cũng quyết định đưa cửa hàng lên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada và Tiki. Kể từ khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát mạnh tại Việt Nam từ tháng 5 2021, cuộc sống và hành vi của người tiêu dùng đã có rất nhiều sự thay đổi. Đặc biệt đó là hành vi mua sắm khi mà nhiều cửa hàng siêu thị phải đóng cửa theo chỉ thị 16. Nhu cầu mua sắm online của người tiêu dùng cũng vì thế mà tăng lên rất nhiều. Theo ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO công ty cổ phần Thế giới di động cho biết, những bà nội trợ trước nay chỉ quen với việc ra chợ, đi siêu thị thì trong mùa dịch này cũng đã phải tìm cách mua hàng online từ website, Zalo, Facebook và trên các sàn thương mại điện tử. Xu hướng mua sắm online sẽ còn mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4 2021, trước khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, doanh thu online của chuỗi Thế giới di động và Điện máy xanh trung bình đạt 730 tỷ đồng trên tháng. Tuy nhiên thì khi mà dịch bệnh diễn ra, từ tháng 5 đến tháng 8 2021, doanh thu online liên tục tăng cao đạt trung bình 1.000 tỷ đồng trên tháng. Thế giới di động cũng đã có những quan sát và tìm hiểu thị trường, chuỗi đánh giá cao traffic và lợi thế kinh doanh của các sàn thương mại trong mùa dịch. Vì vậy mà Thế giới di động đã quyết định tập trung hơn nữa cho mảng online và tiến lên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki từ ngày 9 tháng 9 2021. Chia sẻ thêm về quyết định có phần gây bất ngờ này, ông Đoàn Văn Hiểu Em cho biết, dù là đang sở hữu các website bán hàng mạnh, thế nhưng với thế giới di động như thế là chưa đủ bao phủ hết lượng khách hàng tiềm năng còn rất lớn. Trong khi đó thì việc kinh doanh và traffic của các sàn thương mại điện tử là rất tốt, nên việc hợp tác là cơ hội để chúng tôi tiếp cận tới nhiều khách hàng hơn nữa. Kinh tế sau đợt giãn cách sẽ diễn biến ra sao? Nội dung video là phần bài đăng của tác giả Nghĩa Bình trên Vietnam Business Insider Official Group. Nào, giờ hãy cùng với Độc Đáo TV đi vào để xem tác giả Nghĩa Bình bình luận về kinh tế sau đợt giãn cách sẽ diễn biến ra sao nhé. Thứ nhất, bối cảnh rõ rệt nhất là đại đa số người dân hết tiền. Do đó nên sức mua sẽ giảm rất mạnh và có thể là chỉ bằng 50% trước đây. Người dân rồi sẽ chỉ tập trung mua vào các mặt hàng thiết yếu, còn các thứ xa xỉ phẩm sẽ rất khó bán. Các loại dịch vụ cao cấp như là du lịch hạng sang, spa, ăn chơi sang chảnh, bar, vũ trường, karaoke sẽ phục hồi rất chậm trong ngắn hạn. Thứ hai, bối cảnh thứ hai của người người nhà nhà đó là đổ xô bán hàng online. Thị trường sẽ cạnh tranh vô cùng gay gắt bởi vì vạn người bán, trăm người mua. Một lượng lớn lao động thất nghiệp không biết làm gì sẽ đổ xô ra tự kinh doanh online. Mặt hàng được lựa chọn nhiều nhất sẽ là lương thực, thực phẩm, đồ ăn, thức uống do tính chất dễ làm, dễ tiếp cận. Người tiêu dùng có khả năng sẽ bị loạn sản phẩm, không biết là nên mua ai, bỏ ai khi mà em của vợ và chị của chồng cùng bán một mặt hàng như nhau. Thứ ba, bối cảnh thứ ba sẽ là nở rộ các loại hình kinh doanh, dạy học. Thị trường sẽ loạn các khóa học do những người nổi tiếng, những KOL, những hot Facebooker, TikToker, YouTuber đứng ra tổ chức. Thậm chí là những người chẳng ai biết đấy là ai cũng bỗng nhiên trở thành chuyên gia dạy dỗ một cái gì đó. Bạn đừng ngạc nhiên nếu như thấy Ngọc Trinh dạy cách trang điểm và mặc đồ sexy, hay là Sơn Tùng dạy cách nhảy múa, rồi thì Lộc Phụ Hồ trở thành giáo sư dạy cách kiếm tiền trên mạng xã hội. Và bạn cũng đừng ngạc nhiên khi nhìn thấy những đứa bạn của mình trở thành chuyên gia dạy học, chẳng hạn như vào một ngày đẹp trời, một ai đó mở khóa dạy chém gió xuyên lục địa chẳng hạn, thì cũng là theo thời thế thôi. Thứ tư, bối cảnh thứ tư mà những người còn có tiền sẽ đổ xô vào các loại hình đầu tư tài chính. Dòng tiền sẽ được tiếp tục ồ ạt đổ vào thị trường chứng khoán, các sàn giao dịch BO, tiền ảo, số đề truyền thống và số đề biến tướng. Ngoài ra thì có rất nhiều người sẽ lựa chọn đổ tiền vào bất động sản chất lượng. Mặc kệ diễn biến của nền kinh tế và kết quả kinh doanh thực tế của các doanh nghiệp, tiền sẽ vẫn cứ được bơm vào thị trường với hy vọng sáng đỏ chiều xanh, còn tiền anh thì bỏ túi. Thứ năm, bối cảnh thứ năm là sự phá sản của rất nhiều doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp có truyền thống lâu đời. Doanh nghiệp từ vị trí là người chủ bỗng trở thành con nợ của mọi người, đau nhất là trở thành con nợ của chính nhân viên mình.
Kéo theo đó là sự thiếu hụt về việc làm trầm trọng. Càng có học vị cao thì càng khó tìm được việc làm. Do giờ thầy, giờ thợ, đội ngũ shipper sẽ gia tăng đột biến. Bạn đừng ngạc nhiên khi một ngày đẹp trời, ông chủ một thời của mình trong bộ đồ xanh huyền thoại Grab tới gõ cửa giao cho mình một ly trà sữa. Thứ 6, bối cảnh thứ 6 là người làm công ăn lương sẽ đứng trước sự lựa chọn khó khăn, đi làm với mức lương rất thấp hoặc là ở nhà tự kinh doanh kiếm sống. Chắc chắn là đại đa số các doanh nghiệp còn tồn tại sẽ cơ cấu lại toàn bộ doanh nghiệp của mình, trong đó thì chi phí lương sẽ được tính toán đầu tiên. Rất nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao sẽ được ra đời và sẽ không có chỗ cho những người vẫn mơ mộng về mức thu nhập như trước đây. Chủ doanh nghiệp sẽ ưu tiên lựa chọn những người chịu cay, chịu khổ, chịu làm với mức lương vừa phải. Và dù muốn hay không thì các doanh nghiệp cũng buộc phải cắt giảm đi các chế độ chính sách đãi ngộ cho nhân viên, từ đó gây ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập của người lao động. Xu thế tự động hóa và ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh là điều tất yếu và nó lại tiếp tục làm giảm đi nhu cầu sử dụng lao động trong doanh nghiệp. Nhân sự ngành công nghệ thông tin sẽ tiếp tục là nhân sự được săn lùng kể cả trong các doanh nghiệp không kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Thứ 7, bối cảnh thứ 7 đó là sự đẩy mạnh đầu tư công của nhà nước và việc nhà nước bơm mạnh vốn vào thị trường. Trong bối cảnh khối kinh tế tư nhân đang sa sút, để đảm bảo được mục tiêu phát triển kinh tế thì nhà nước phải đẩy mạnh đầu tư công. Các lĩnh vực được ưu tiên chắc chắn sẽ là xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp. Lượng tiền mà nhà nước bơm vào thị trường sẽ tăng mạnh sau đợt dịch và có khả năng sẽ dẫn đến lạm phát sau 1 đến 2 năm tới. Các doanh nghiệp lớn sẽ là các đơn vị được ưu tiên cấp vốn và sẽ ngập ngụa trong tiền. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ dễ tiếp cận được nguồn vốn lãi suất thấp trong ngắn hạn, nhưng nếu như không mong chóng phục hồi thì sẽ trả giá bằng lãi suất cao trong trung hạn. Thứ 8, bối cảnh thứ 8 đó là lợi ích nhóm sẽ càng ngày càng lớn, gây ra bất bình đẳng trong kinh doanh và xã hội. Chắc chắn là sau đại dịch, hàng loạt giấy phép con sẽ được ra đời để phục vụ mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Việc thực thi các giấy phép con này sẽ trao quyền lực rất lớn cho các tổ chức chính quyền và tất yếu dẫn đến lợi ích nhóm. Những cá nhân doanh nghiệp có mối quan hệ với chính quyền sẽ dễ dàng kinh doanh hơn nhiều so với các cá nhân doanh nghiệp khác. Việc kinh doanh trong bối cảnh vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh sẽ trở nên méo mó, bất bình đẳng giữa nhóm có quan hệ và nhóm không có quan hệ. Nếu như chính quyền không có biện pháp kiểm soát tốt việc này thì khả năng nền kinh tế thị trường sẽ biến thành nền kinh tế lũng đoạn sẽ rất cao. Thứ 9, bối cảnh thứ 9 là bối cảnh nguy hiểm nhất, đó là dịch có thể bùng phát lại bất cứ lúc nào. Mọi thứ vừa mới bắt đầu hồi phục thì lại tiếp tục bị đình trệ và lại tiếp tục chuỗi ngày phải nằm ở nhà ngắm bóng đèn mong ngày tháng qua mau. Tái bút là trong nguy có cơ, chúng ta bắt buộc phải chấp nhận thực tế, thay đổi và thích ứng để có thể tiếp tục chiến đấu, phát triển và tiến về phía trước. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nóng kinh doanh ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký và bấm chuông thông báo để đón xem thêm những bản tin kinh doanh khác. Xin chào và hẹn gặp lại. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.